Hôm nay khởi hành đi về cùng với đoàn khu mình ở nè. Rồi có tượng Phật to ghê. Khu anh em chơi hồi tối hôm qua nè, hồ bơi. Nguyên cảnh resort. Giờ đi bộ lên. Em như quậy quá trời quậy. Sáng gì đâu mền gối tứ tung. Dàn xe CBC chuẩn bị lên đường nên tập trung. Để tôi phải có đồ đấy chứ. Nhúng à, chứ không đồ anh nó gãy 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 khung sườn á. Xiết dây mà gãy gãy khung sườn luôn á. Khoan khoan đừng đóng. Đâu đang đóng được. Đó lấy đồ bột. Loa lên buông vào đây. Giấu có bụng là em anh. Đồng lúa đây, lúa nó chín nó rạp xong tiến về quảng trường Quy Nhơn để đổ xăng, rồi gặp cái nhóm sáng đi trước ra đó đổ xăng, tại đông quá đó sợ vô đổ văn xăng nó mất thời gian lắm. Vô đây vô chắc cầu hả 40 phút, xe mình thì còn khoảng chạy được khoảng 250 cây, nhưng mà thường đi đoàn đó là mình nên đổ chung với đoàn. Dài nhất của khu vực miền Trung, cầu bắc qua biển. Bên đây là đầm Thị Nại, nhóm mình đã đến trung tâm Quy Nhơn, quảng trường Quy Nhơn. Chỗ tượng đài cũng như khách có loại như thành cũng nhìn phát triển ha, đồ đạc một đống.
cái chặng về, chặng về mình đi từ Quy Nhơn về Sài Gòn á, thì thực ra nó không có, nó không có nhiều cái cảnh hay, bởi vì trên cái đường đi mình đi về lại đường cũ à, thì nên cũng không có nhiều cái để quay cho mọi người coi. Nhưng mà anh em có một cái chặng đường đi về cũng khá thú vị, mọi người biết rồi đó. Đi thì vẫn về nó nắng chói chang luôn, mà đi cái giờ đó thì cho nên mọi người thấy là đôi khi đoàn chạy cũng khá nhanh ha. Cái này thì cũng không có hay nên là mình không có quay clip nhiều, nhưng mà giữa cái nắng như vậy mọi người chỉ mong là chạy cho nó nhanh để tìm được một cái chỗ nghỉ nó có bóng mát. Nên là cái này mọi người có xem thì cũng thông cảm ha. Nhưng mà mình chỉ có lưu ý một điểm là mọi người mà đi tour mà chạy từ Bình Định về thì phải hết sức cẩn thận, bởi vì các anh ở Bình Định thì mấy ảnh xử lý cũng khá nghiêm, không có năn nỉ được. Nên là đi vào Bình Định nên mọi người thấy là tụi mình đi nó ngay hàng thẳng lối lắm, từ cầu Thị Nại đi vào là không có dám một cái hành động gì á. Nói chung là mình phải tôn trọng mấy ảnh thì ở đâu cũng vậy thôi, không riêng Bình Định, nhưng mà đối với lại Bình Định thì mình thấy là mấy anh làm khá căng, khá nghiêm. Nên là có đi qua Bình Định hay Quy Nhơn, tại mọi người đi về kiểu gì cũng sẽ Quy Nhơn, sẽ ghé vào Quy Nhơn, bởi Quy Nhơn là một cái điểm đến lý tưởng. Thì mình lưu ý cái điểm đó một chút. Thì mọi người thấy đó là trên cái đoạn cầu Thị Nại đi vào trung tâm của Quy Nhơn là mọi người đoàn chạy rất là từ tốn, rất là nghiêm chỉnh. Rồi đi ra quay lại quốc lộ 1A. Thì đi về quốc lộ 1A thì nó đến cái đoạn mà rẽ vào Tuy Hòa đó thì nó có một cái điểm nhầm lẫn chút xíu. Đó là đường đi vô tháp Nghìn Phong. Là lúc đó tự nhiên đoàn bị tách ra làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục đi quốc lộ cùng một nhóm đó thì lại rẽ vào đi cái hướng ven cung ven biển từ Tuy Hòa đi về Vịnh Vũng Rô để lên lại đèo Cả đó. Thì chỗ này có một nhóm chạy theo Libero khác tẻ qua, cho nên là như chỉ có bốn anh em mình chạy lọt, bị lạc đàn, chạy theo Minh Chùa. Minh Chùa dẫn cái nhóm mà đi lạc, đi quay lại Vịnh Vũng Rô. Thì lên Vịnh Vũng Rô thì bắt đầu cũng giật mình lúc mà thấy cảnh sát giao thông chặn cái nhỏ Vịnh Vũng Rô đi lên đèo Cả đó, thì bị chặn lại. Mình cũng không biết chuyện gì, nhưng mà mấy ảnh chỉ chặn ô tô thôi chứ không có chặn xe máy. Thì sau đó mình mới được biết là mấy ảnh yêu cầu là ô tô phải đi đường hầm chứ không đi đường đèo để xe máy đi thôi. Thì mọi người tiếp tục chạy qua đèo Cả về đến Cam Lâm mới ăn trưa được. Về Cam Lâm thì ghé vô trong cái đường mà đi vô sân bay Cam Ranh á, nhưng mà chắc phải nó có một cái quán ăn khá mát, nó giống như là nhà bè vậy đó. Mình lên trên đó nhà bè người ta nó nổi trên nước á, rồi ăn và nghỉ trưa. Cực nắng luôn mọi người, đoạn chạy về cực kỳ nắng luôn, nó nắng mà nó mệt. Thế thì trên từ cái đoạn mà Cam Lâm chạy về thì không có gì để nói, nên mình chỉ để một vài clip cho anh em chạy với nhau trên đường để mọi người xem cho nó đỡ nhèm, chứ còn nó cũng không có nội dung gì. Rồi về đến Phan Thiết rồi mọi người rẽ cái hướng Tà Cú á, đi về Bà Rịa, ghé ăn tối ở một cái quán gà nướng lu gì đó của anh em CBC hay ăn. Thì từ đó bắt đầu ăn xong thì mọi người rẽ về quốc lộ 51 bình thường, đi về hướng Phà Cát Lái. Thì đến về đến nhà thì cũng an toàn. Cũng hơi trễ, tại vì mọi người đi đoàn đông thì nhiều người mệt thì phải dừng lại nghỉ là chuyện bình thường. Rồi đoàn này chờ đoàn kia. Thường đi chung đoàn thì bận đi thì mọi người sẽ đi tuân thủ lịch của ban tổ chức lắm, nhưng mà bận về thì mọi người sẽ có một cái điểm đến khác nhau.
cho nên là đi cũng phải dừng hội ý khá nhiều ha. Thì mọi người xem clip cho vui ha. Thì đây là cái tập kết thúc của cái chuyến hành trình rực rỡ, mình gọi hành trình rực rỡ bởi nó nắng quá, nó nắng dã man luôn. Thế thì mình cũng có đọc, thì cũng có một vài anh em khuyên mình là nên làm cái thể loại là kiểu là hoàn thành được cái một cái chuyến đi nào đó mà do anh em người ta gợi ý hay người ta yêu cầu. Thì thật sự là mình cũng rất cảm ơn bạn đó đã gợi ý cho mình cái đề tài này. Tuy nhiên là ngay từ đầu thì mình cũng xác định khi mình lập cái kênh YouTube này ra thì mình thật sự mình không có nhiều điều kiện giống như những bạn YouTuber khác, không có điều kiện về thời gian. Cho nên đó là mình đi ngẫu hứng và chủ yếu là đi theo cái kế hoạch riêng cá nhân của mình là chính. Như mình đi chơi với mọi người thì mình cũng gắn cái công việc vào chứ không thuần túy và đi chơi 100%, nên mấy đoàn mà mình đi chung hay là mấy nhóm mình đi chung là mọi người đều biết cái chuyện này. Nên là để mà thực hiện một cái thử thách gì đó do mọi người để ý thì đối với mình thì trong giai đoạn này thì với mình thì chắc là mình chưa có làm được. Đâu đó thì sau này khi mà về hưu rồi chẳng hạn thì may ra. Chứ còn thời điểm này thì không, mình không có điều kiện mình làm cái này. Nhiều khi nhận lời làm cái chủ đề đó rồi anh em kêu mình làm cái thử thách này thử thách kia cái mình không có làm được thì nó cũng kỳ, mà nó cũng phụ cái tấm lòng của mọi người ha. Cho nên là mình cũng xin trả lời bạn đó như vậy luôn. Còn những cái chuyến đi thực tế mà đến bây giờ thì đến bây giờ thì mình cũng nghĩ nó chủ yếu là phục vụ cái nhu cầu cá nhân mình là chính thôi, chứ mình cũng không nghĩ là cái kênh của mình nó sẽ phát triển và theo hướng nhiều người xem, được nhiều người like hay nhiều người subscribe. Mình thực sự mình không có đặt mục tiêu đó, nên bạn nào xem mà cảm thấy nó đem lại một cái giá trị nào đó thì mình rất là vui, rất là thích. Chứ còn mình cũng chưa có điều kiện để theo cái xu hướng làm để cái kênh mình nó phát triển mạnh hay là nút vàng nút bạc gì đó. Mình không có mục tiêu đó. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mình làm cho bản thân mình, rồi sau này khi mình không còn điều kiện về sức khỏe, tuổi tác và thời gian để chạy xe nữa thì mình có thể xem lại những clip này, thì nó cũng là một cái trải nghiệm vui. Rồi sau này ví dụ có con có cháu rồi ngồi cho nó xem lại những cái clip mà ông bà cha mẹ nó đã từng trải qua, từng trải nghiệm, nó cũng là một cái kỷ niệm hay. Cái gì đưa lên internet nó sẽ còn mãi mà, cho nên là nó xem theo suốt cái hành trình của những người thân của mình sau này đó. Hay kể cả khi mình không còn nữa thì không còn có trên cõi đời này nữa thì người thân mình, những cái thế hệ tiếp theo nó vẫn có những cái tư liệu, thước phim tư liệu về mình ha. Đó thì đó là những cái ý nghĩa, cái suy nghĩ của mình khi mình lập ra cái kênh YouTube này. Chứ mình thì cũng không có tham vọng là phải được 1 triệu view hay là 4.000 giờ xem để mà chạy quảng cáo này kia. Thật sự mình không có cái nhu cầu đó. Đó thì mình chia sẻ thêm một số cái suy nghĩ của mình khi mình lập cái kênh YouTube này. Cũng rất cảm ơn và rất vui khi mà nhận được những cái comment mà đóng góp ý kiến rất là nhiệt tình ha của mọi người. Đó thì mình cũng trân trọng điều đó, và mình cũng chia sẻ lại là cái điều kiện của mình là như vậy và mục đích kênh của mình là như vậy. Rồi, hy vọng mọi người sẽ có những cái clip thư giãn, nhất là những cái bạn mà chưa có điều kiện đi do công việc này kia đó, thì có những cái clip nó giải trí ha. Để cùng anh em đam mê thì thường thích xem những cái clip như vậy.
Chạy ghê luôn. Tượng của Sài Gòn đây.